Dù còn sóng gió trong cuộc đời đầy thương đau, em lòng người sâu xa ai có hay, cho ngày mai tìm lại nhau bao nhớ thương. Làm sao ta sống thiếu em? Người hãy xóa hết bao buồn đau, người giấu nước mắt ân tình sâu, một đời nồng nàn ta bên nhau. Em, người là nỗi nhớ trong đời ta, biết không? Biết không? Em, người là hạnh phúc trong ước mơ, mãi yêu nhau. Lại nhau bao nhớ thương, làm sao anh sống thiếu em? Người hãy xóa hết bao buồn đau, người giấu nước mắt ân tình sâu, một đời nồng nàn ta bên nhau. Em, người là nỗi nhớ trong đời ta, biết không? Em, người là hạnh phúc trong ước mơ. Ăn cơm. Bà Tư ăn trước đi. Con còn tính đi đâu đó? Con phải đi mua thuốc. Tới tiệm thuốc làm gì nữa? Con để quên 2 gói thuốc. Để mai rồi hãy đi. Tối nay con phải sắc uống, không thì con không ngủ được. Tiệm thuốc ở đâu? Nói tao đi lấy cho. Để con mượn xe đạp đi cho mau. À, cũng được, đi mau rồi về sớm. Bà Tư còn tiền không? Còn. Nhưng mà mày tính mua cái gì? Dạ, trả tiền thuốc. Chắc còn thiếu quá. Thuốc gì mắc vậy? Con chỉ mang theo hờ thôi. Nè, lấy đỡ 45 đồng đi. Đó, xe mượn của người ta, nhớ chạy cẩn thận nghe. Dạ. Cô mua gì? Dạ, mua. Bà Tư đi ngủ đi, thức khuya nhiều không tốt cho phổi đâu. Bớt lửa đi, lửa lớn thuốc cạn hết còn gì. Dạ con biết rồi. Tiền còn dư nè bà Tư. Ủa, chỉ có 10 đồng thôi hả? 10 đồng là đủ cho con rồi bà Tư. Uống thuốc xong nhớ vô ngủ nghe. Dạ. Tiếng khóc của ai vậy? Của đứa bé hàng xóm hay là của đứa con trong bụng mình? Nó đã thành hình người chưa? Là con gái hay con trai? Má! Đứa con gái nhỏ mắt sáng long lanh, đôi môi đỏ cười tươi,
Đứa con trai mắt sáng khôi ngô, mạnh khỏe. Nó chạy tung tăng vui đùa, nó gọi mình bằng má. Đừng khóc, ra đời để làm gì? Chỉ thêm ấm ức thôi. Và cả hai mẹ con mình đều đau khổ. Thêm mấy liều thuốc nữa, mẹ con cùng đi, chỉ có vậy thì đau khổ mới chấm dứt. Đứa bé trong bụng mà con đang mang, nó cũng là một sinh linh. Bất kể cha nó là ai, tốt hay xấu, hơn nữa, nó không có tội tình gì, nên con phải hết lòng thương yêu, gìn giữ nó. Dù gặp bất cứ nghịch cảnh nào, đó cũng là một cách để con trả nghiệp. Nghĩ và làm được điều đó, con sẽ thấy lòng mình thanh thản. Đẹp quá, của trò nào sao để trên bàn mình vậy Ngọc? Anh Phúc đã nhào nặn đất thành hình người. Tại sao mình lại muốn biến mình và đứa con thành đất? Cảm ơn anh Phúc. Cảm ơn bức tượng đã nhắc nhở cho Ngọc biết mạng sống rất quý. Cứ sống trước đã, mọi cái đau rồi cũng sẽ qua. Trời ơi, ai cho mấy người bày mấy cái thứ này ra tùm lum vậy nè? Tụi tôi đặt tạm tại lối đi này, lát nữa có xe tới chở hàng đi liền mà. Vừa phải thôi, mấy người từ từ rồi lấn chiếm cả sân nhà người ta hả? Đất này đâu phải là đất tổ tiên nhà nó đâu. Dẹp cái khác đi. Đường này vắng, phơi nhợn chút mất mát cái gì chứ. Sống có tình có nghĩa một chút đi sao tỷ à. Đang làm nhang cho tôi, mấy người bỏ chạy qua thằng Phúc, mở miệng nói nhân nói nghĩa nữa hả? Thì tại vì mày làm ăn thất bại. Chẳng lẽ bây giờ kêu tụi tao gặm chân nhang để mà sống hả? Thôi 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 thôi, tôi biết bụng dạ của mấy người mà. Gió chiều nào nghiêng theo chiều đó thôi. Gió mát thì phải theo, theo gió độc để bị xí lắc léo hả? Mà mở miệng ra, tao biết cái bụng mày lớn nhỏ sao rồi. Bây giờ không có đôi co với mấy người nữa, có dẹp đi không? Thôi dẹp lên đi, chừa đường cho chó chạy. Bực mình. Ủa, tính mở lại là gớm hả anh sao? Ờ, nhiều đứa tưởng tao mạt, không có tiền mở lại lò gớm. Tụi mày hại chết tao không nổi đâu, trời hại tao mới sợ. Anh nói ai hả anh? Mày có chịu qua lò phụ tao không Tài? Tôi đang có lò cho anh Phúc. Anh đề nghị gì kỳ vậy? Nói trả mày bao nhiêu tao trả mày bấy nhiêu. Mày sao tao không đủ tiền trả cho mày hả? Nói thiệt anh đừng buồn, lò Phúc Sinh đang phát triển, còn lò của anh thì quá nhỏ, kỹ thuật làm gớm lại cũ kỹ nữa, làm ra sẽ không có khách hàng đâu. Sao anh không phụ Phúc Sinh một tay? Tao không làm thợ cho thằng nào hết. Đời còn dài chưa chắc ai đè ai. Bây giờ nói thẳng cho mấy người biết, thằng chồng con Phượng, thằng Tấn á, sẽ đưa tiền cho tôi xây cái lò gấp 10 lần cái lò bây giờ. Thằng Tấn nó hứa với mày như vậy hả? Ông tin hả? Tao chỉ thấy lạ thôi. Tao nhớ cách đây không lâu mày chửi rủa nó, bây giờ mày chịu xè tay nhận tiền dính máu người của nó. Mày giỏi thiệt. Thời thế mỗi lúc một khác mà. Nó vừa có tiền vừa có thế, lò gớm của tôi không muốn thành công cũng không có được. Thưa chú thím, anh chị con mới tới. À, sao lâu quá không thấy mày tới chơi. Thím Diệp khỏe không thím? Bà cũng khỏe, nhưng mà sanh tật nó nhiều quá. Chị Diệp có nói nhiều gấp 3 lần nữa cũng không bằng cái miệng của bà. Cái miệng của tôi làm sao? Cái miệng của bụng mai mối vô duyên, nó nhiều mà không được gì hết. Già rồi, duyên cạn rồi, còn chút nào mà đặt mai mối cho tụi nhỏ. Ông mới lẩm cẩm á, đã ăn hai cái đầu heo rồi mà ông nhớ. Tôi chọn hai đứa tốt, tại anh Phúc nó kén quá mà. Ủa, thím Diệp chọn vợ cho anh Phúc hả thím? Hôm qua bà có nhắc tới mày, không chừng bà chọn mày đó. Chọn con? Ừ. Để làm gì? Ngọc lại. May quá, bắt được Ngọc rồi. Ngọc ở đây mà nãy giờ tôi đi kiếm muốn hụt hơi. Anh Phúc tới nhà kiếm em hả? Có, nhưng bà Tư nói không biết ở đâu, đi với tôi. Đi đâu vậy anh Phúc? Qua văn phòng của tôi đi. Ngọc hiện giờ có bận gì không? Em tới tính xin một chỗ làm. Vậy thì trùng hợp quá, tôi tính nhờ Ngọc làm một chuyện. Chuyện gì vậy anh Phúc? Thư ký, yên tâm đi, có trả lương đàng hoàng. Em không lo anh quỵt lương, mà chỉ lo
không biết mình có làm được việc hay không. Tôi nghĩ hiện giờ không ai làm thư ký tốt hơn Ngọc đâu. Một lát có mối hàng mới tới lấy. Bây giờ Ngọc qua phòng ở bên lò mới chuẩn bị sổ sách để ghi chép. Đem vô thư thím Diệp một tiếng. Không cần hình thức đâu, chiều về gặp má tôi cũng chưa muộn mà. Đi Ngọc. Ngọc đi nghe lời. Hình như hai đứa con trai của bà Diệp cũng phải lòng con Ngọc rồi. Thằng Phúc cái mặt cà lơ vậy mà đa tình. Nhưng mà cái con Ngọc đâu có gì hay ho hơn con Thủy Trúc đâu. Với lại một trong hai đứa đó đâu có đứa nào mà đẻ con nhiều bằng con Liên với con Hồng chứ. Tụi nhỏ bây giờ khác lớp trước thím ơi. Còn mày với thằng Tài là lớp trước hay là lớp nhỏ vậy? Mà cứ xịt cà đuổi, tiếng không tiếng, lùi không lùi, làm sao à? Tới đi tụi bay. Lâu lắm rồi xóm làng không có cái đám cưới nào hết á. Ừ, tụi bay cưới đi. Để sớm này có dịp tụ họp ăn uống vui vẻ nữa chứ. Anh Tài mà không cưới, em với Mười cưới trước à. Hứa là phải giữ lời đó nghe. Ai cũng nói vậy mà Dương không đồng lòng à. Người ta có phải là tôi đâu mà nghĩ giống tôi được. Ông bị mất cũng đã 3 năm rồi. Dương đâu cần giữ kẻ với bà con trong sớm. Anh không hiểu tôi chút nào hết. Tôi không muốn đi bước nữa. Bởi vì tôi quá ngán chuyện chồng con. Vậy thôi. Quen sống có hai mẹ con rồi, muốn ăn, muốn ngủ tùy thích, không phải lo cho ai, không phải buộc gì ai. Bây giờ trồng vào cổ một gia đình mới, rồi lại con riêng, con chung, mệt mỏi, đau đầu lắm. Ai cũng phải có gia đình. Anh đừng nói chuyện này với tôi nữa. Đúng là không có bàn tay con gái thì không xong. Phúc, khách tới lấy hàng kìa. Ừ, cô thư ký có việc làm rồi. Dạ. Để tôi. Có bớt phần trăm không ông chủ? Cậu Phúc, cậu tìm đâu ra cô thư ký mau mắn dễ thương vậy? Ngọc là bạn học của tôi với Sinh đó chú Vĩnh. Vui dữ hen. Cùng học rồi cùng làm chủ. Vừa làm được việc lại có thêm những kỷ niệm mới. Mấy cậu may mắn thiệt. Sao? Hồi nãy cô thư ký hỏi có bớt phần trăm nào không? Sao hai cậu im re? Ngọc bên giật khách hàng như vậy là chết tôi. Thôi được, bớt 2% cho vui lòng chú Vĩnh. Chạy một hồi quay lại bị đứt đuôi xe. Anh ghé vô chỗ nào vậy anh Ba Cư? Tôi ghé coi khu đất trống. Anh định mua đất à? Nếu rẻ tôi mua. Nhưng hồi nãy tôi chưa gặp chủ đất. Tôi xin được giới thiệu. Đây là cậu Phúc. Đây là cậu Sinh. Còn đây là cô Ngọc. Chào chú. Đây là anh Ba Cư. Chủ dựa lớn nhất nhì ở Vĩnh Long đó. Người quen của tôi mà. Vậy à. Chào chú. Chào. Xin hỏi lần này đến đây chú Ba có định đặt hàng gì không? Tôi có nghe anh Vĩnh đánh giá rất cao về hàng của lò Phúc Sinh. Anh bán rất chạy ở Bạc Liêu, Rạch Giá. Còn tôi thì... Chú Ba không định lấy hàng ở một nơi khác chứ? Lần này thì... Cháu nhớ có một lần ông khách mua hàng nói tôi không ngại bỏ qua chủ hàng cũ mà chỉ ngại bỏ qua mặt hàng tốt. Sao cô đọc được suy nghĩ của tôi? Thật tình tôi đến đây chỉ để tham quan lò Phúc Sinh. Lâu nay tôi vẫn luôn lấy hàng ở lò Hào Phát. Tụi cháu không có ý định lôi kéo chú lấy hàng của tụi cháu rồi bỏ chủ hàng cũ. Nhưng chú đã đến đây thì chú lấy đỡ mấy mặt hàng về bán thử. Nếu được thì lần sau chú tới chọn lựa tiếp. Cô nói có lý. Hay là tôi lấy mấy mẫu về chào hàng. Nếu được, mỗi tháng tôi sẽ lấy hàng định kỳ. Mỗi kỳ khoảng 100 kiện để xuất cảng. Nhưng tôi cần những mẫu mới lạ đặc sắc hơn. Tôi có đề nghị. Nếu chúng tôi lấy hàng theo định kỳ thì cậu nên cho xe giao hàng tận nơi như bên Hậu Phát đang làm. Nếu được như vậy, cậu sẽ có lợi thế rất nhiều. Cảm ơn chú Vĩnh. Nếu có được những mối hàng lớn, tôi sẽ nghĩ tới chuyện chở giao hàng tận nơi. Ừ. Chú Ba cần mặt hàng gì, chú cứ chọn lựa để cháu cho thợ chất lên xe. Ê, cậu Phúc nè, 2% cậu bớt cho tôi, đáng đồng tiền bát gạo lắm chứ. Đồng tiền dù sao cũng nhỏ hơn tấm lòng của chú Vĩnh mà. Mời chú ngồi. Chú Ba, tôi chưa từng vô văn phòng nào
có thể hạ tôi đo dáng, bao tôi trọn gói như vậy. Xin lỗi, văn phòng mới thành lập nên còn sơ sài, mong chú ba thông cảm. Làm gì có chuyện giận hờn ở đây, tôi lấy làm lạ. Tại sao cô cậu làm ăn giỏi mà lại có cuộc sống đơn giản như vậy? Tôi ngộ ra một điều, làm ăn quan trọng ở uy tín, chất lượng hàng hóa, chứ không phải là phô trương tiện nghi. Chà, té một chập chú ba đã ngộ ra một điều. Chắc là té vài chập nữa chú ba sẽ ngộ ra những điều cao siêu hơn đó. Chú ba mà té lần nữa chắc con thất nghiệp mất. Té lần nữa tôi khỏi tới đó nha. Thôi tôi về nha. Dạ. Dạ. Hồi nãy công nhận quê mặt thiệt, sợ chú ba giận, thời mai không lại cười. Mày cho mua một số bàn ghế mới với tủ đựng tiền quỹ đi Phúc. Ừ, sẵn đó cho thợ sửa lại căn phòng này luôn. Tôi phân công vậy: Ngọc lo việc ghi sổ sách tiền quỹ, thằng Lợi quản lý thợ cũ, xin đảm nhận quản lý thợ mới. Còn tôi thì lo vòng ngoài, mỗi người một việc. Nhưng cả bốn họp bàn hàng tháng về kỹ thuật, về công thợ và những việc lặt vặt khác để sửa đổi đắp vô cho kịp lúc. Hai người thấy sao? Mấy anh chị em làm thợ là tốt lắm rồi. Em là gì mà hai anh tin cậy giao sổ sách tiền bạc cho em giữ chứ? Thằng Phúc tin Ngọc là hoàn toàn đúng. Ngọc ghi chép rất kỹ, cách cư xử với khách hàng lịch thiệp đúng mực. Tụi tôi tin Ngọc, chẳng lẽ Ngọc không tin ở bản thân mình hay sao? Mong Ngọc vì tình bạn giúp tụi tôi một tay. Em rất thích được làm việc, nhưng... Ngọc thích làm việc là được rồi, đừng có nhưng nữa mà, như vậy đi. Ông Phúc nhận Ngọc vô làm, có báo trước với anh không? À có. Có em chưa đủ hay sao mà phải kêu thêm người? Cái lò đâu có gì lớn, hàng làm đâu có bao nhiêu, sổ sách giấy tờ thu chi có gì đâu mà phức tạp mà phải kêu thêm người, chia việc, chia tiền. Lúc này thằng Phúc có dự tính sẽ mở rộng thêm việc làm ăn. Bây giờ cũng có nhiều đơn đặt hàng. Em lo việc hậu cần, giao tế, mua bán, bao nhiêu việc cũng đủ mệt rồi. Ông muốn nắm đằng cán chuyện tiền bạc, ông không tin anh, tin em chứ gì? Em đừng nghĩ vậy mất lòng nhau. Em chỉ vì anh thôi, chứ em có dung dáng gì cho riêng em đâu. Anh biết lòng em. Biết mà để đó hoài. Anh coi ngày rồi đưa má qua nhà em nha. Với em ngày nào cũng là ngày tốt hết. Con đã nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi con mới nói với má chứ. Con nhỏ cầm đó nó lanh quá trời lanh. Người đàn bà như vậy sau này sẽ giành quyền làm chủ ở trong gia đình, chứ không có để cho con làm chủ đâu. Vợ giỏi thì chồng con được nhờ, lo gì má. Chỉ sợ có lúc con sẽ buồn thôi. Con thì sao cũng được, không nghĩ nhiều thì ít buồn. Được rồi, vậy thì má sẽ bàn với chú Kiếm lo cho con. Lại ăn cơm lẹ mày, nặng mụn hoài hết đồ ăn ráng chịu đó. Hết đồ ăn thì má nấu nữa lo gì. Mày thấy má chưa mệt hay sao nói vậy? Con nói cho vui mà má. Con biết chắc nếu có lỡ hết đồ ăn thì thế nào má cũng nói thêm cho anh Phúc ăn liền hả? Mày lúc nào cũng ganh tị. Bởi có người hơn người thua mới vậy chứ. Thôi ăn đi, đứa nào giỏi má cũng thương hết. Sao anh không kêu Ngọc ăn cơm chung? Người ta làm việc mệt mà không biết lo cho người ta gì hết. Mày mượn lòng từ bi của nhà chùa xài đỡ một ngày hả? Tao có kêu, nhưng Ngọc nó mắc bận lo sổ sách. Má bới cho con một phần cơm, đem qua bển cho Ngọc được không má? Mày chịu mất công với nó tới vậy hả? Tại con thấy Ngọc làm việc mệt. Nó làm ở bển mà con còn nghe từng hơi thở của nó,
Còn những người thợ làm ở đây nè, đổ mồ hôi vậy, sao nghe tụi bay nhắc tới? Ngọc là bạn thân của tụi con mà má. Tao có lúa lẫn đâu mà không biết. Nhưng mà tao muốn biết á, ngoài việc mày xem con Ngọc là bạn học, mày còn có tình ý gì nữa không? Chứ còn thằng Lợi nè, tao biết chắc là không có rồi đó. Tao nói vậy em thấy đứa nào phản ứng gì trơn vậy? Ăn cơm đi má, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Phúc à, con không có được lơ là bổn phận đối với ông bà tổ tiên nghe chưa? Thì con đang gầy dựng lại nghề gốm của ông bà tổ tiên nè. Vốn bây giờ đã tăng gấp mấy lần vốn ban đầu rồi má không thấy hả? Đừng có đem cái chuyện làm ăn ra mà né chuyện hôn nhân nghe chưa? Sao? Tính chừng nào đây? Trả lời đi. Thì để thủng thỉnh. Thủng thỉnh là chừng nào? Làm sao con biết chính xác ngày giờ được? Hôn nhân là chuyện cả đời, phải có thời gian chọn lựa kỹ chứ má. Chưa lấy đại hả? Cười được mấy bữa đầu, mấy bữa sau chửi lộn, chết đời con. Mày đừng có để khi tao chết rồi không nghe được tiếng khóc tiếng cười của mấy đứa cháu nội nghe chưa? Má đừng lo, má còn sống lâu dài với tụi con mà. Nếu mày không tính tới để má tính giùm cho. Kỳ này mà lắc đầu tao cho ăn roi á. Sao lại không ganh tị? Má chỉ lo lấy vợ cho anh Phúc thôi, mà không lo cho con gì hết trơn. Mày ăn chưa no lo chưa tới mà cứ vợ cái gì? Má coi thường con hoài. Tức quá con lấy vợ trước ông Phúc cho coi. Nè, không có được lộn xộn nghe chưa? Anh mày đi lấy vợ trước rồi mới tới mày. Nghe chưa mày, không đi đâu mà vội. Ở nhà này có chuyện lấy vợ, nhỏ như con thỏ, vậy mà cũng thành chuyện lớn. Không lớn sao được. Mày mà không lựa kỹ càng hả, lỡ mà lấy nhầm đứa không ra gì là hối hận suốt đời nghe con. Ủa Lợi, Ngọc ăn cơm cho nóng. Cảm ơn Lợi, nhưng mà Ngọc ăn rồi. Ăn hồi nào mà ăn, nhất cử nhất động của Ngọc không qua khỏi mắt Lợi đâu nghe. Sợ quá ha, nhưng Lợi đừng để mắt tới Ngọc nhiều quá, Ngọc sẽ thích hơn. Ngọc thích Lợi hơn hả? Bởi vì mình làm gì ai cũng biết, giống như bị rình trộm vậy, Ngọc không thích chút nào. Lợi không rình đâu à nghe, chẳng qua... Thôi Lợi về đi, để Ngọc ăn tự nhiên, nghỉ tự nhiên, Ngọc mệt quá à. Ngọc kỳ quá, Lợi chỉ muốn... Nhưng Ngọc không muốn. Lâu lắm mới thấy chị xe lông mặt. Chắc sắp đi tới chỗ quan trọng. Không đi đám cưới thì cũng đi hỏi cưới chàng Phúc. Tôi nói có đúng không? Người ta già, người ta lú lẫn, còn thím càng già càng má lanh. Tôi mà già sao? Lớn hơn tôi một con giáp, minh tinh Lý Lệ Hoa vừa mới lấy chồng. Sao chị nói là tôi má lanh? Không có đâu, chỉ là kinh nghiệm thôi. Biết thím có kinh nghiệm nên tôi mới mời hai vợ chồng chú thím đó. Có chuyện gì vậy chị Diệp? Tôi muốn nhờ chú thím đi hỏi vợ cho thằng Phúc. Vậy hả? Ông còn nói tôi vô duyên nữa thôi. Chị muốn gả cho đám nào, con Hồng hay con Liên? Trong cái đầu cứng của thằng Phúc á, chỉ có con Thủy Trúc thôi. Tôi mà chuyển qua đám khác hả, chắc tới năm 70-80 tuổi cũng có cháu nội để bồng quá. Nhưng ông Trần Hùng đã thề trước mặt anh Diệp là sẽ không kết thân với nhà chị mà. Ông Hùng thề, hai đứa tụi nó cũng thề. Ông thề cho hả cơn giận, còn hai đứa nó thề vì quá thương nhau. Tình cảm của tụi nhỏ phải mạnh hơn cơn giận của ông Trần Hùng chứ. Chị Diệp nói đúng đó. Vậy nhà mình phải xuống nước với họ Trần hả? Xuống nước một chút thì có chết gì đâu. Để tôi nói vô cho. Khi mà tụi nó lấy nhau rồi á, thì giáng đã đóng thuyền. Ông Trần Hùng làm gì mà còn đủ sức để bơi dưới nước. Ông sẽ xin mình để lên thuyền thôi. Đúng không chị Diệp? Tôi cũng nghĩ như thím vậy. Vậy đi ha chú Lâm. Vậy chị tính chừng nào đi hỏi? Bữa nay tốt ngày. Không kịp đâu. Mình qua bển không lẽ với hai bàn tay không? Ông này chậm quá. Tay không sao được. Lễ vật thì bán đẩy ngoài chợ. Để tôi tính. Trái cây 2 quả, rượu trà 2 quả, bánh mứt 2 quả, 1 quả đựng nữ trang với tiền chợ. Vậy là phải cần 7 đứa con gái mang 7 quả. Tôi chỉ cần 1 quả là đủ. Đám hỏi thôi mà. Tôi, hai vợ chồng thím với con Dương lên xe 3 gác tới nhà đàn gái là đủ chỗ rồi. Chị Diệp ơi, đi hỏi cưới ai mà đi xe 3 gác? Trần Hùng sẽ cười họ đặng mình nhà quê. Lúc đó chưa chắc mình bước vô cửa nhà ổng được. Tôi thấy nên mướn xe hơi đi. Chú đi kêu xe giùm tôi.
Còn tôi á, qua nhận Dương đi chợ. Trời, con Dương có rành gì về lễ vật đám cưới đâu mà chị nhờ nó. Đưa tiền tôi lo cho. Chuyện này chỉ có bốn người biết, không nên tiết lộ cho người trong xóm biết. Nếu thất bại thì không ai cười, còn nếu được thì mọi người sẽ bị bất ngờ. Thằng Phúc á, nó sẽ nhảy dựng lên cho coi. Mang mâm quả lễ vật về, che mắt cả sớm sao được chị Diệp. Ai kêu ông mang về? Bốn người lên xe, rồi ghé chợ mua bánh mứt trái cây, xong rồi ghé qua tiệm mướn mâm quả, mướn mấy cái quả bỏ lên xe, rồi tới thẳng nhà ông Trần Hùng luôn. Thêm làm tính toán chu đáo thiệt. Vậy á, mà có người nói tôi vô duyên. Ừ, bà về bển mặc áo dài tôi mới may cho bà đi. Coi bà có duyên không? Tôi về nghe. Về chị. Cảm ơn chú Thiếm nghe. Ê Lợi, nghe nói con Ngọc làm cho nhà mày. À, thì sao? Tao gửi nó ở đó. Anh em mà chớ sớ rớ vô nói nghe không? Mày là cái chó gì của nó mà nói ngon vậy? Tao nói ra cho mày mắc thèm hả? Thằng khốn, mày không thấy nhục khi má mày giác đồ tới hỏi cưới nó bị nó đuổi về hay sao? Mày nói gì hả khốn? Mày mày tao có thua cũng không hèn. Đưa xuống đây cho tao. Quốc gia cấp súng cho mày để mày đi làm công vụ, chứ không phải để mày đi ăn hiếp dọa nạt dân. Nghe chưa? Tao sẽ mang khẩu súng này lên trả cho chỉ huy trưởng của mày, nói cho ông biết. Thôi mày, giỡn vừa thôi. Tao mà bị đẩy vô đường cùng cũng không ngán thằng nào đâu nha. Không phải vì tao ngán mày mà tao tha cho mày. Trả súng cho nó đi Lợi. Tao đã nói mày tránh xa thằng đó ra rồi mà. Ai muốn dây dưa với nó? Tại nó chập mũi với chuyện của tôi chứ bộ. Mày có chuyện gì mà nó chọc vô được? Ông không cần biết nhiều. Dương, mày ra coi ông Lâm kêu xe tới chưa? Chưa. Nhưng mình ra đầu đường đợi, đứng đây mọi người nhìn thấy lỗ hết. Đi trước đi, đi trước đi. Mày ra xe trước với ông Lâm, tao qua bên chị Diệp. Nhớ, đứa nào hỏi thì mày nói là đi coi bói nghe không? Ừ. Thôi nè, lẹ lẹ lên. Rồi rồi. Chân cao tay lên. Rồi, nhanh. Ủa, chị Dương đâu bận đồ đẹp vậy? Chị đi coi bói. Coi bói chừng nào đám cưới ông Tài phải không? Để em đỡ cho. Ừ, hết áo dài đẹp rồi. Chị Dương đi đâu vậy? Anh Tài đâu? Không biết. Tôi với Tiếp Lâm đi coi cải lương. Ai hát cải lương 3 ngày hả chị? Tôi đi chợ. Tiền vào trước đi. Má với Thiếm Lâm đi đâu mà bận đồ mới vậy? Đi coi bói. Có ông thầy bói ở chợ coi hay lắm. Kêu đứa nào coi chừng nhà, má sẽ về sớm. Má có tiền dằn túi chưa? Má biểu ông Lợi đưa rồi. Má với Thiếm Lâm đi bằng gì vậy? Mày lo công chuyện đi, đứng nghỉ ngợi làm gì. Hai bạn mặc đẹp vậy, chắc đi đám cưới đó. Thôi đi. Mẹ bà đi coi bói mà bốn người bận đồ mới, còn đi đám cưới thì đám cưới ai mình đã biết rồi, cả nghi lắm đây. Mày có đưa má tiền không? Khoan, đỡ lên má hỏi tôi lấy 3 ngàn. Rồi. Má làm gì dằn túi nhiều dữ vậy? Ủa, má nói anh kêu đưa mà. Má cần nhiều tiền để làm cái gì chứ? Lên, mấy nhà coi thợ nha, lên. Không được đi đâu á. Ê, từ từ thôi, từ từ.
Một lát nữa bác ghé lại nhận thuốc được không? Dạ, cô đưa liền cho tôi luôn đi. Con quên. Dạ. Này, dạ, cô có đám hỏi hả? Vậy chúc mừng cô nha. Con mời thím Diệp, chú thím Năm và chị Dương vô nhà. Con mời mấy thím với chú ngồi. Dạ, con mời thím Diệp. Bây giờ mà còn gọi là thím Diệp nữa hả Thủy Trúc? À, ông Trần Hùng có nhà không con? Dạ có, ba con đang nằm nghỉ, để con vô kêu. Tiệm thuốc cũng nhỏ thôi, đâu có gì ghê gớm để ông khinh người. Chú Lâm à, gặp ông Hùng tôi sẽ nói câu gì trước? Chị cứ nói với tôi vậy nè. Ông Hùng à, hai đứa trẻ đẹp đôi như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, ông nỡ lòng nào chia quyên rẻ thúy? Thôi đi, làm gì có Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đây nữa. Bà bị nhiễm hồ quán nặng quá rồi. Thủy Trúc à, cô mời mấy đạo kép già tới đây để hát tuồng hả? Dạ, mời ông Trần Hùng ngồi xuống. Chúng tôi có chuyện muốn thưa với ông. Đây là nhà tôi, bàn ghế của tôi. Mấy người tự tiện vô đây ngồi, tự tiện rót nước, rồi tự tiện mời tôi ngồi. Vui quá. Trong đây ai là người có bệnh cần bắt mạch? Anh là người giỏi chữ, xin hỏi anh đã đọc qua chuyện Đông Chu Liệt Quốc chưa? Tôi đã đọc đi đọc lại hơn 10 lần rồi. Vậy anh có nhớ tới hai nước Tấn Tần không? Chuyện hai nước chỉ nằm trong truyện, mắc mớ gì phải nhớ. Hai nước này luôn đánh nhau, làm cho dân hai nước khổ sở. Ông làm quân sĩ cho nước Tấn hay Tần vậy? Sau khi hoàng tử của nước này kết hôn với công chúa của nước kia, hai bên hết đánh nhau, dân hai nước được sống trong hòa thuận vui vẻ. Người đời sau, người ta ví mối tình đẹp này là duyên nợ Tấn Tần. À, thì ra mấy người định đến đây để diễn lại tuồng xưa tích cũ cho tôi xem à. Khỏi. Không phải là hát tuồng, mà tôi đến đây là để hỏi cưới con gái ông cho thằng Phúc con tôi. Tôi đã thề với ông Diệp chồng của bà rồi mà. Ông nhà tôi đã mất rồi, mong ông rút lại lời thề. Lời thề của ông á, chỉ vì nhất thời tức giận mà thôi. Hai đứa nó đã thề lấy nhau, lời thề của tụi nhỏ sẽ mạnh hơn lời thề của ông đó ông Hùng mà. Ý bà muốn nói tụi nó sẽ bất chấp lời ngăn cấm của tôi à? Ý tôi không phải vậy. Bà yên tâm đi, các người không biết dạy con như thế nào, chứ con tôi là đứa con hiếu thảo, biết nghe lời cha mẹ, không phải là thứ mèo quang đâu. Tụi nó thương nhau, ông chia rẽ làm gì, khổ cho con tôi và cả con ông nữa thì có ích gì. Trời ơi, tụi nó đám cưới đàng hoàng, một vợ một chồng, chứ đâu có lấy bậy, lấy vợ hai vợ ba đâu mà ông nói là mèo quang rượng đực ở nghĩa địa. Tôi sẽ gả con gái tôi cho một chỗ xứng đáng. Biết sao là xứng đáng? Trước khi cưới, người ta có thể sống khác. Sau khi cưới rồi, người ta thay đổi thì sao? Chồng của nó là một thương gia giàu có, sẽ bảo đảm cho nó một cuộc sống đến suốt đời. Công việc buôn bán, lúc thì cởi lên lưng voi, lúc thì chạy theo đuôi chó. Làm sao biết chắc được người nào đó sẽ lo cho con anh suốt đời. Thằng Phúc chịu cực, lại thật lòng với con anh, không tốt hơn hay sao? Ý tôi đã quyết rồi, mấy người không cần phải nói nhiều. Còn xính lễ này, mấy người đem tới chỗ khác mà hỏi. Nếu không ai nhận thì đem về nhà đóng cửa lại. Mẹ con từ từ nhấm nháp. Tôi mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi. Ba, con sẽ chỉ nhận lời hỏi của gia đình anh Phúc, con sẽ không nhận lời của bất cứ ai khác. Cậu tuyền hơn thằng Phúc gấp trăm lần. Đừng có dại dột lủi đầu vô hang chuột. Chuyện của con ba đã tính với ông Hào Phát rồi. Đây là chuyện riêng tư của con, tại sao ba tự quyết định mà không chịu biết cảm nghĩ của con? Tôi thấy người ta ép dầu, ép mỡ, ép nước mía, chứ chưa có thấy ai ép con như ông. Chi vậy? Nó chung sống với chồng nó, nó biết ai sẽ đem tới hạnh phúc cho nó mà. Ông nhắm ông cấm con gái ông được không mà ông cấm. Cửa tiệm đã tới giờ đóng cửa, các người đem mấy thứ này về đi. Ba.
Con xin lỗi chú và mấy thím. Thiếp gì? Ai biểu mới nóng ruột vậy? Chuyện của con khi nào tới con sẽ tính đàng hoàng mà. Má, xin lỗi con. Rồi ba sẽ hối hận cho mà coi. Cô định làm gì hả? Thủy Trúc, nghe ba giải thích nè. Thằng Tuyền đuổi vợ nó đi rồi, con nhỏ nhà quê đó làm sao xứng làm vợ thằng Tuyền. Ông Hào Phát chọn con là đúng. Lấy nó, cô sẽ trở thành bà chủ, có nhiều đầy tớ sai khiến. Con không ngờ ba lại chia rẽ con và Hạnh Phúc, mà còn gián tiếp chia rẽ vợ chồng ông Tuyền. Tại sao con lại có một người cha nhẫn tâm như vậy chứ? Chuyện thằng Tuyền đuổi con Gắm là do thằng Phúc. Họ gài để bôi xấu anh Phúc với chị Gắm, để có cớ đuổi chị Gắm về. Một kẻ có lòng dạ độc ác như vậy mà ba lại đẩy con đến với họ chỉ vì tiền. Đứng lại, nghe ba nói nè. Trời ơi, con với cái. Ông đưa chìa khóa tủ cho tôi. Chìa khóa không phải để cho bà mở tủ lấy tiền. Tôi chỉ cần một số tiền nhỏ thôi. Nhỏ là bao nhiêu? 10.000 đồng. Bà làm ra một ngày bao nhiêu mà 10.000 đồng bà coi là con số nhỏ hả? Bán từ sáng tới tối cũng chưa được 200 đồng. Sợ không đủ trả tiền điện, tiền nước, tiền đổ rác thì có dư đâu để cho bà đổ vô sông bài. Tiền này là tôi trả cho bà Kim, chủ tiệm vàng. Cái gì? Nợ nữa hả? Trời đất ơi! Thì làm ăn thua lỗ phải chịu chứ sao. Trả dứt nợ, tôi ở nhà lo cơm nước, không dám ấp phe, không vô sòng bài nữa, tôi hứa đó. Bà hứa bao nhiêu lần rồi? Tật xấu của bà như cái móng tay, cắt đi rồi cứ mọc lại. Tiền của tôi là mồ hôi nước mắt chứ không phải là rác đâu. Con Mẫn em ông đó, nó bị thằng quan hối lường gạt chiếc xe lam với hơn 10 lượng vàng rồi quất ngựa truy phong, sao ông nói? Vàng là của hồi môn của cha mẹ tôi cho nó. Nó ngu, nó cho trai ăn thì ráng chịu. Còn chiếc xe lam, bà thấy nó không dám về nhà sao? Nó nói chừng nào nó đền chiếc xe lam thì nó mới về. Nó tự trọng như vậy, con bà. Ông nhớ hồi mới lấy ông, tiệm thuốc đang hồi làm ăn lụng bại. Ai bỏ tiền ra, nếu không phải là tôi, gom góp nữ trang của hồi môn để đưa cho ông. Không có tôi á, tiệm thuốc còn tới giờ này không? Bà bỏ ra có một phần, mười mấy năm trời nay, bà ăn xài phá của gấp 10 lần hơn. Bà chưa hả bụng mà sao? Đừng có nói nhiều nữa, đưa 10.000 đây. Nếu không á, kể từ ngày mai ông đừng có hòng thấy mặt tôi nữa. Bà muốn xé hồn thú hả? Được, viết giấy đi. Nếu không rành chữ, kêu con gái tôi viết giùm. Tôi ký tên liền. Sống với bà bao lâu nay, tôi với Tề Thiên bị đè dưới núi Ngũ Hành, tôi mệt mỏi lắm rồi. Làm vợ ông bộ tôi sướng lắm chắc. Nếu mà tôi không thường bỏ ra ngoài vui chơi, cờ bạc, chắc là tôi bị ngộp thở mà chết vì phải thấy cái mặt ông mỗi ngày. Tôi biết. Vậy là không có lý do gì để tôi với bà ở chung nhà, để hành nhau thêm nữa, phải không? Ông viết giấy đi tôi ký tên. Và nhớ viết luôn cả giấy chi gia tài nữa, nghe chưa? Mày là thằng ngu, mới dùng những thủ đoạn ấu trĩ, đến nỗi chú Vĩnh truyền miệng cho một số khách hàng là Hào Phát có thằng con ranh ma hại người rồi bỏ lò Hào Phát để qua lấy hàng ở Phúc Sinh. Tại con tức giận không kiềm chế được. Mày so ra không bằng thằng Phúc, nó có cớ để thưa mày, nhưng nó vẫn thả cho thằng Kiệt về để cảnh cáo mày. Hai võ sĩ, kẻ nào tức giận trước, quyền cước sẽ trở nên loạn xạ và sẽ bị lọt xuống võ đài thôi. Muốn thắng đối phương, mày phải biết nắm bắt yếu điểm của đối phương, còn phải rèn luyện tay nghề cao. Nghề gớm cũng vậy, phải không ngừng nâng cao kỹ xảo, kết hợp với cách làm ăn có uy tín, thì lo gì không đánh gục được nó.
nhưng nó đã ăn cắp công thức chế tạo men của nhà mình. Có thể chú Tường vì mến nó nên đã mớm cho nó một vài gợi ý. Thằng Phúc dựa vô đó để tạo ra loại mới. Tao đã coi kỹ lại rồi. Men tráng bình bông của nó tốt hơn mình một hai phân. Và mẫu mã của nó cũng khác hơn lò của mình. Ý bà muốn nói là chú Tường không có lỗi trong vụ này. Mày phải tới tận nhà chú ấy xin lỗi, rồi tao đích thân mời chú Tường trở lại lò mình làm việc. Làm lỗi mà mình không biết mình có lỗi là vô tri. Biết lỗi mà một câu xin lỗi nói không ra thì làm ăn lớn sao được. Con sẽ nghe theo lời của ba. Còn con, lo chuẩn bị qua Nhật đi. Qua Nhật? Làm gì mày ngơ ngác vậy? Chứ không phải mày cũng muốn được qua Nhật học hay sao? Còn chuyện đám cưới với con Thủy Trúc? Tao thấy con nhỏ Thủy Trúc không thực sự thương mày. Chỉ có Trần Hùng mới thực sự quan tâm đến tủ tiền của Hào Phát thôi. Phải lo cho nghề nghiệp trước mắt. Khi đã có sự nghiệp rồi thì thiếu gì đứa con gái đàng hoàng để cho mày chọn. Con phải học bao lâu hả ba? Chừng nào thành tài thành người rồi mới về. Ở bển mày không chỉ học hỏi ngành gốm sứ mà còn phải rèn luyện phong cách một người thợ, một ông chủ, một người vận hành cơ sở gốm sứ tương lai. Thời gian ngắn hay dài tùy vào nỗ lực của mày. Còn mẹ con gắm sao rồi? Mẹ con nó đã về quê từ lâu rồi. Còn nó đã kiếm được thằng nào chưa con cũng không biết. Con gắm tao không nói tới, nhưng thằng nhỏ là giọt máu của mày. Năm nay nó 6 tuổi rồi. Sao mày vô tâm quá vậy? Nói bỏ là bỏ hay sao? Ý bà muốn bắt thằng nhỏ lại hả? Con của mày là cháu nội của tao. Không lẽ để cho nó chịu sống nghèo khổ ngu dốt hay sao? Tao muốn mày cùng đem nó đi. Đi học nghề đem nó theo bất tiện lắm. Bên Nhật tao có người quen. Tao sẽ nhờ họ chăm sóc cho nó một hai năm đầu. Sau đó tao gửi nó vô trường. Tao muốn đầu tư cho nó. Sau này nó là gia tài vô giá cho Hào Phát mày biết không? Ba tính vậy cũng phải. Nhưng con sợ bên con gấm không cho mình bắt thằng nhỏ. Cho tiền mà không chịu thì tìm cách bắt. Việc này để con Mỹ Lệ làm cho. Xin lỗi, tôi đến đây để đòi nợ chứ không phải để nghe hai vợ chồng cãi lộn. Phải thanh toán tiền nợ tiền lãi trong ngày hôm nay đi. Ai mượn tiền bà thì bà đòi người đó. Tôi là người biết lễ, biết nghĩa, biết dinh, biết nhục, không hề mượn tiền ai hết. Nhưng giấy tờ nhà hai người đứng tên chung. Giấy tờ nhà gì ở đây? Đứng tên chung hay riêng đâu liên quan gì tới bà. Ông thật sự không biết giấy tờ nhà đất bà Phấn, vợ của ông đã thế chấp cho tôi rồi hay sao? Hai ngày nữa là đúng hạn. Nếu không trả tiền cho tôi xiết căn nhà này. Tại sao? Tại sao bà có thể làm như vậy? Bà là con quỷ. Nếu không có tiền trả thì hãy chuẩn bị dọn đi chỗ khác. Cái gì? Chỉ có 10.000 mà đòi xiết căn nhà trị giá trên 300.000. Đừng có nằm mơ. Bà Phấn thế chấp nhà cho tôi tới 40.000 đồng, cộng với tiền nợ, tiền lời chỉ trên dưới 50.000. Tôi nghĩ đối với ông là số tiền nhỏ. Ông là người biết lễ, biết nghĩa, biết dinh, biết nhục, chắc đâu nỡ để cho tôi xiết căn nhà này. Bà về đi. Tuần sau hay tới, tôi sẽ nhờ chính quyền xã coi lại vụ nợ này, rồi sẽ tính với bà sau. Có chính quyền can thiệp là tôi đỡ lo rồi. Thứ bảy tuần sau, đúng giờ này tôi sẽ đến. Bây giờ bà tính làm sao để cho người ta xiết căn nhà này? Bằng tủ bà có ra đứng đường được không? Cậu Tuyền, sao mấy ngày nay cậu không tới nhà? Con Thủy Trúc nhắc cậu hoài à? Thủy Trúc đâu ưa gì con. Con gái mà, tình bên trong đã có nhưng hay làm mặt vậy đó. Con có chuyện phải đi một chút. Cậu Tuyền à, có ông mà Phát ở nhà không? Ở trỏng, nhưng không biết có rảnh để tiếp chú không. Yêu thương mưa nắng
xin chờ nhau tháng ngày, tay trong tay nhau theo vòng xoay xứ trắng. Dòng đời như con sóng sao cứ lao đao, tìm lại mùa xuân trong tình người. Tình yêu như trăng sao ta mãi chờ, dù nhiều phong ba ta vẫn yêu người. Yêu em yêu xứ trắng, trắng trong tình yêu này, lòng hoài lòng có yêu nhau không? Yêu em yêu xứ trắng, nở hoa miền đất này, lòng nhu lòng hãy tình yêu như trăng sao ta mãi chờ, dù nhiều phong ba ta vẫn yêu người. Yêu em yêu xứ trắng, trắng trong tình yêu này, lòng hoài